chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến một cánh nén không làm nên mùa xuân một tổ chức của các ông không làm nên dân tộc việt nam các ông chỉ có giả tâm muốn phá nát đất nước việt nam theo sự chỉ đạo của tây mồm long dưới mát tự do tôn giáo thử hỏi trong nhà thờ đã không có tự do thì các ông đòi hỏi làm gì các ông phải đấu tranh cho công lý hòa bình và sự thật trong nhà thờ trước đi nhé chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết hai kẻ giáo sĩ tiếp tay cho ngoại bang của Hoàng Dung. Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2021, tên linh mục Nguyễn Đình Thục, xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cùng tên linh mục Đặng Hữu Nam đang nghỉ một vụ tại Tổng giáo phận Vinh, đồng tổ chức lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cho các tội phạm chống phá Đảng nhà nước tham gia của các đối tượng việt tân trong và ngoài địa bàn nghệ an cùng các gia đình có người thân bị bắt về tội hoạt động đòi lật đổ chính quyền nhân dân điều đáng lên án chính tên linh mục nam chính thức mượn bàn thờ chúa để câu chuyện cho các nhà lãnh đạo và đất nước việt nam mong chóng sụp đổ nó cho rằng chế độ này không có tự do tôn giáo trong khi nó đứng trên tòa giảng không giảng lời chúa mà dùng lời lẽ thô tục chửi bới nhiếc móc vô văn hóa như một kẻ côn đồ đầu đường xó chợ ở một chốn linh thiêng như thế. Thử hỏi tự do tôn giáo ở đâu? Có phải đây là truyền thống phản tặc rước roi về giày mã tổ của nhóm giáo sĩ không? Cuối lễ, tên Thục còn đứng ra công khai kêu gọi các tổ chức phản động trong và ngoài nước gửi cho Thục tiền để nó chi trả tiền cho các đối tượng hoạt động chống phá chính quyền và các gia đình của người thân hiện đang bị tù. Thay cho quỹ 50k của đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Hà Nội vừa bị công an bắt về tội hoạt động đòi lật đổ chính quyền nhân dân đầu tháng 4 2021. Nói câu cho vuông, một cánh nén không làm nên mùa xuân, một tổ chức của các ông không làm nên dân tộc Việt Nam. Các ông chỉ có giả tâm muốn phá hóa đất nước Việt Nam theo sự chỉ đạo của Tây Mồm Long dưới mát tự do tôn giáo. Thử hỏi trong nhà thờ đã không có tự do thì các ông đòi hỏi làm gì? Các ông phải đấu tranh cho công lý và hòa bình và sự thật ngay trong nhà thờ trước đi nhé.